Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Quế để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Chào Quế. Chào anh Tứ. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có về ba cây phôi mai vàng và ba cây tàng tứ quý giao lưu với cô chú anh chị. Thì hình thức ship em ship 200 km nha quý vị. Quý vị nào thấy cây nào hợp nhãn thì ủng hộ Quế, xin cảm ơn rất nhiều. Thôi mình vào luôn thực tế số 1 cây phôi. Rồi mã số 1 phôi mai vàng. Rồi chiều cao em nó. Cái này chắc tầm 2,5 ha em. Đó không? Có 2,3. 2,3 ha. 2,3 là chắc ha. Tại cái thước dây mình là 1,5 rồi. Cây nhỏ 1,5. Rồi đoạn đó trở lên thì chắc hơn 1 m á, tại Quế báo là khiêm tốn với cây đó thì cái cao này nè. Là chắc hơn 2,5 đó quý vị thấy. Tại cành đóng rất là đẹp ha. Cây này có duyên cây. Đó. Sạch. Đóng đẹp ha. Xong thụ nhiều mà cắt giật gì này, thoát thân của em này khoảng nhiêu đây em? Thằng thoát thân về nhánh này nè. 105. Rồi 105. Gốc bự ha. Để lực. Rồi cho anh cái quần em nó luôn ha. Sáu chục quần. 61 yếu. Rồi 60 luôn. Chỗ chia 2 là 30. 30. Và trấn bộ đế. Đế đặt kẹo ha. Kính bầu là 84. Cộng nào nó hết chứ cái cộng hơn to to. Bắt tài. Đế này quá. Cây này mình giao lưu như em. Cái này giao lưu 12.500.000 quý vị. Quanh 60 mà 12.500.000 bao ship 200 km luôn. Đó. Rồi mình qua cây số 2 ha. Một coi lùng lực con sai luôn. Một con sai lùng lực. Mặt bầu lên là 16. Rồi vô quanh luôn ha. Lát nữa đi vòng cái cũ này ha. Rồi, cho cái thông số cũ luôn nha em. 49. Rồi 49 ha. Cũ đặt luôn á. Cũ đặt nè quý vị. Đúng không? 65. Còn dưới đây nở dữ ha. Quá trời. Dưới đây thì hết biết rồi. Đây 98. Nguyên cái bệ đích. Nó gian thú rồi anh. Đường kính bầu 66. Quý vị thấy cái bệ hết sức luôn quý vị ơi, dần khè. Quá xá luôn. Mặt cắt là 9 phân. Đường ngang phải không? Đường kính, ngang. Đường kính mặt cắt cắt ạ. Quá xa. Hương này dữ ha. Hương này giờ muốn dữ. Hương này giờ mới xì con thú. Rồi cái này vô luôn vô đi em. Cái này 13 triệu anh. 13 triệu. Rồi qua cái số 3 ha. Phôi mai cũng bự luôn nè. Này giót ha, giót đẹp ha. Cái này lên bằng quay không được quý vị ơi. Rồi 1,5 m chiều cao. Ha. Giót rất tài là cành, đẹp. Tay cành đều. Giót còn chút xíu luôn. Tài cành thả đẹp quá nè. Rồi, vô quanh nha em. bốn mươi sáu xíu thôi mới 46 xíu cũ cũ đặt 73 nôm đẹp nha quý vị. Cái này già nó bung bung ha. Già cây dữ ha. Cũ nó để nôm cũ đặt luôn. Hết sức cũ à. Này củ đế nôm gộp đẹp quý vị. Cái này giao lưu nhiêu đây em? Cái này giao lưu 6,7 triệu.
6,7 triệu bao ship luôn, 200 km. Cây có tay cành giót đọt củ đế nơm luôn ha. Rồi mã số 3 nha quý vị. Cây đẹp quý vị. Số 4 ba, số 4 cái nào em? Tứ quý tàn. Tứ quý tàn cái bên anh luôn á hả? Gốc to dưới ha. Rồi đang ở dưới phần gốc, mình cho thông số dưới gốc trước đi. Hoành to dữ nha. Tứ quý hoành, hoành to nhất hồi đó giờ mình quay đó. Nó là như vậy thì gần 75 ha. Kính 74 ha. 74 chắc. Đường kính bầu em nó khoảng nhiêu đây em? Đường kính bầu 1m07. Rồi 1m07. Rễ bị quá trớn. Hết sức luôn. Nào nó cầm tay phải. 74 hoành nhưng quý vị. Tứ quý ha, tứ quý 74 hoành ha. Chiều cao này chắc chiều cao của em nói mét, em đo là như vậy. 1m rưỡi, 2m, 2m rưỡi. Tầm 2m rưỡi ha, tán ngang em. Tán ngang tầm 3m anh. Rồi, tán ngang tầm 3m ha. Lát nữa mình kéo cho chị xem cái cao với ngang đó nha. Tại giờ thấy quế đang đo thì mình hỏi luôn chứ mình cũng đang bấu ở dưới cái bộ gốc đó, bộ rễ nữa ha. Cái này hơn 100 năm á anh. Cái này tứ quý hoành tới 70 mấy luôn rồi. Quá dữ. Cái thóc thân em này nó khoảng nhiêu đi quá. Rồi vị trí này đi ha. Trên em. Trên này ha. Trên thứ. Trên 37. Rồi 37 ha. Rồi quý vị xem dàn xương ha, tay cạnh em nói ha. Thì nãy đã báo cao ngang rồi nhưng quý vị. Cái này hồi xưa có nhánh tràn ở đây. Chủ nhà cắt. Cắt xong họ thời đó không có keo, không tám bằng cái gì, này không có xi măng mà cái gì đó. Rồi có nhánh chạng ở đó cắt ha. Có nghĩa là chủ nhà đã xử lý trước chứ không phải quế xử lý nha quý vị. Có sao để y vậy đó. Chỉ bước đem về thôi. Rồi, kéo xa ra cho quý vị xem nha. Tàn quá đẹp. Quá chuẩn cái tàn. À quý vị. Đó. Tàn ha. Rồi, cái này giao lưu như đây em. Cái này giao lưu 68 triệu anh. Rồi 68 triệu. Được cây tứ quý hoành khủng hồi đó giờ mình mới thấy luôn. Hoành tới 74 ha. Tứ quý hoành khủng. Mà vàng vậy thì dễ kiếm chứ tứ quý khó à. Tứ quý này hồi đó giờ mới thấy luôn á. Thấy cái gốc bự vậy á. Làm lại em đem qua mấy anh kia em ôm cái cây tứ quý đó quý vị. Quý vị so sánh gốc tứ quý với quế nữa ha. Hết sức ha, nhìn đây em. Rồi cây mã số 4 nha quý vị. Số 5 rồi đâu em? Đây ha, cũng tứ quý luôn. Thôi giờ mình anh cũng đang bấu dưới bộ gốc nữa, cho thông số dưới gốc trước đi ha. Này bị nặng quá, bị cấn trệ chút nha quý vị. Rồi 50 ha. 51 yếu. Rồi cái đường kính bầu này nó khoảng nhiêu đây em? Bự quá rồi. Quá trớn. 89. 89 ha. Rồi, đi đế luôn nha quý vị. Này chắc 4,5 m rồi ta. Cao. Cao nhiêu em? 3m. Chắc tầm 4,5 m rồi quý vị. Rồi, cao tầm 4,5 m, tán ngang của nó khoảng nhiêu em? Tán ngang hơn 3m quý vị ơi. Rồi, cái thước thì cho anh tóc thân luôn ha. Tóc thân nhánh bự bên đây. Thân 17. Rồi. Còn cái nhánh này, nhánh bự bự đây. Nào này ha. Trên. À. Ừ, nhánh tóc thân đó coi. Nhiêu vậy? Cộng thước rồi. Ừ. 36. 36. Nó quay cái cụm ngay đây đi trước nha quý vị. Đó. Ừ.
này như là nếu theo mình tứ quý này hình như không phải tứ quý đâu. Năm ngũ ngũ phúc hả? À, tứ quý ngũ phúc hả? 1 2 3 4 5 năm tự chính nè, năm tự ha. Rồi lên đây đó, nó ôm ha, năm tự lên thẳng rồi dài lên đây thì nó ra nhiều tự nữa ha. Khỏi đếm quá xa luôn, hôm nay quá xa tự luôn, đây thì quá xa rồi, khỏi đếm. À, nãy cao ngang thì quế lưng báo rồi, lúc mình bấu ở dưới phần gốc nhưng quý vị nó chất cao luôn đó. Lúc lúc trên kia luôn. Rồi cây thứ sáu kế bên thì chắc cũng hai cây bằng nhau, cao ngang chắc cũng vậy ha. À, chốt một cặp hết ý nè quý vị. Đó, quá trời rồi đó quý vị thấy không, là cây mã số số 6 là mấy bên phải mình ha. À, cây này cây số 5 là mấy bên trái mình ha. Cây này chủ nhà chơi một cặp, hai cây giống nhau luôn. À, cao ngang giống luôn. Rồi cái tàn thì cũng giống luôn quý vị, giống cũng quá xá thân như giống như bên đây luôn. Y hệt luôn. Cái này em vô luôn 18. 18. Cái bên đây. Rồi, cái số 5. À, cây số 6 nè. Hết biết. Thân thì cũng giống y như bên kia luôn. Quá xá thân lên luôn. Nhưng mà em này thì gốc bự hơn. Gốc em này bự hơn ha. Bự hơn. Em này 56. 56 à. Đường kính bầu nó khoảng nhiêu đây em? Hết sức cái bầu. Cái mét bầu gì không? Mét lẻ 2. Ngoài 1 mét luôn. 56 à, 56 hoành hả? 56. Đó. Bứng bao lật. Quá xá luôn à. Quá xá cây bầu luôn. Bầu hơn 1 mét. Ôi, cọng rế này nó bằng cốt chân. Đây có một cọng to nằm đây ha. Rồi mình xem cái đường thân em này ở đây. Cụm nè. Nguyên cụm ha. 2, 4, 6. 6 lên đây thêm đây nữa. Thôi giờ lên đây tính nó quá rồi. Lên 7, 6, 6 nha. Đó. Ừ, quá sát thân vậy đó. Hai em này cái thân nó giống quá. Rồi em này vô luôn nhiêu đây em? Cái này 22 anh. Nhiêu? 22 triệu. 22 triệu. Rồi quý vị có chốt, nếu mà chốt nguyên cặp này thì mình để giá quý vị. Dạ, thương lượng nha. Dạ. Ừ, chốt ba cây thì nữa giá khác. Ba cây tứ quý thì giá khác. Đó, hết sức không? Rồi nay mình giới thiệu có 6 cây nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em quế ha. Rồi quý vị xem, nếu chưa bấm đăng ký, bấm cái ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Đây là cây tứ quý khủng nhất hồi đó giờ mình biết. Ông già em không muốn thấy nữa mà. Hoành tới 74 ha. Cây này cái bà Úc đứng bán là bà thứ 11, bà 54 tuổi rồi đó. Rồi. Quá to luôn. Hết đi. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé.